Rồi thầy có hứa với lại quý thầy là thầy xin phép được ở yên trong tu viện tu tập. Tức là sau này nếu mà thầy có ra khỏi thất thì thầy cũng ở yên trong tu viện tu tập với các con. Và thầy trong 3 năm thì thầy không giảng pháp, thì cũng được giáo hội giáo dưỡng là ngưng giảng pháp 2 năm. Thì thầy bây giờ thầy ngưng giảng pháp là thầy cũng tự mình khắc cốt ghi tâm lời dạy của giáo hội thôi. Thì sau này ví dụ được duyên á, đủ duyên thì thầy chia sẻ Phật pháp cho Phật tử. Còn nếu không đủ duyên thì có thể thầy ở trong thất cả đời cũng được. Tại vì cái pháp nào cũng là pháp. Thầy đủ duyên thì mình giảng dạy, mình chia sẻ cái kiến thức tu học của mình cho phá tánh. Còn nếu không đủ duyên thì mình sẽ trở thành một nhà sư lặng lẽ trong thất, trong am, trong núi rừng tu tập. Thì cái pháp nào cũng là pháp của Phật dạy hết, mà miễn sao là tâm chính tánh của mình nó thanh bình, nó yên lắng, nó thanh tịnh, nó không có sân si là được rồi. Cho nên mình đừng có so đo, mình đừng có buồn nghĩ là tại sao mình phải như thầy thế kia thì tự nhiên mình sẽ khổ. Nên là các con yên tâm, thầy chỉ là cái người cũng như là muốn cho mọi người yên ổn, cho nên thầy gửi giấy tờ cho giáo hội. Rồi thầy ngồi ở đây, thầy tu tập với các con. Bên ngoài các con gặp gì sóng gió cứ nói với thị giả, ghi vào giấy đưa cho thị giả, gửi lên cho thầy. Đó. Thì thầy y theo cái hoàn cảnh các con, mà có gì mà gút mắt mà mình nan giải thì thầy sẽ giải thích cho, thầy chỉ dạy cho nếu thầy biết ha. Chứ không có gì phải lo lắng, mặc dù thầy ở trong thất nhưng cái tâm của thầy là luôn luôn là yêu thương các con. Nếu thầy không yêu thương các con là bao nhiêu sóng gió mấy chục năm qua là thầy bỏ, thầy chạy rồi. Hồi xưa có những vị thầy thấy thầy trên núi, cũng như là thời gian thầy xây thất, xây chùa trái phép trên núi đó, cũng bị chướng nạn đó. Có những vị thầy nói thầy là phải bỏ hết các con đi rồi về tu học với thầy, nhưng mà thầy bỏ các con không được. Cho nên thầy cũng đùm túm đi khắp nơi, nhưng mà rồi thầy thấy cũng bình an lắm. Giống như một cái thử thách như vậy á, nó cho mình một cái bài học để mình trưởng thành thêm. Một cái khó khăn trong đời á, nó giúp cho mình thấy rõ được cái mặt trái của cuộc đời thêm, và mình buông bỏ đi cái chấp ngã. Chứ thường là mình tu học mà mình thuận duyên quá đó, mình không có cái chuyện gì mà bất như ý xảy ra đó, mình cũng dễ cống cao ngạo mạn lắm. Nhất là mình làm trụ trì, mà làm trụ trì ai cũng quý mến mình, đệ tử cũng kính trọng mình, Phật tử cũng quý thương mình, rồi ai cũng cho mình lời khen, cho mình dễ ăn cái mặt, mình dễ cống cao ngạo mạn lắm. Rồi từ cái cống cao ngạo mạn đó mình dễ xuất ngôn bừa bãi, hoặc là mình dễ đối xử tệ với những người đồng tu lắm con ạ. Nhưng mà những cái chướng ngại nó trở thành một phép màu. Cho nên thay vì thầy buồn thì thầy thấy vui lắm, nhờ vậy mà thầy được nhập thất. Chứ bao nhiêu lâu nay thầy cái bôn ba xương ngược lo cho anh em, bao nhiêu thế hệ lớn đi rồi cái nhỏ lên, lớn đi nhỏ lên cứ vậy, có bao giờ thầy được nhập thất lâu đâu. Mấy năm trước dịch thầy nhập thất được 3 tháng 7 tháng, rồi hết dịch cái cũng chạy ra đi làm việc lại. Ước lắm, ước được nhập thất lắm. Mà cái nghịch cảnh nó giúp cho mình được nhập thất, vì vậy là mình cảm ơn nghịch cảnh chứ, mình cảm ơn với thầy lắm. Chứ mình không có buồn giận gì hết trơn, các con hiểu không? Còn ví dụ thầy ở trong đây, các con bên ngoài á, các con ngoan là đừng có vì không có thấy thầy á, rồi các con lười học. Rồi đừng có không có thấy thầy cái các con không ngoan, các con phá, các con trốn chùa đi chơi. Rồi các con đánh nhau, các con chửi thề, thì các con sẽ làm cho các anh quản giáo như anh Lộc quản giáo á, là quản xã, rồi anh Hỷ á, quản giáo là quản Hỷ, rồi anh Hưng là phó trụ trì của tu viện á, mỗi ngày phải thay thầy tiếp Phật tử từ sáng đến chiều, vất vả mệt mỏi rồi, thì còn phải xử lý cái chuyện tu học của các con nữa. Quý anh mệt mỏi thì quý anh sẽ không yên tâm anh tu học. Cho nên quý anh hy sinh như vậy, từ anh Tịnh, anh Định, anh Lộc, anh Hỷ, anh Đức, rồi đến anh Nhật, rồi tất cả các anh em ở dưới đó, rồi làm việc như vậy á, mà phải lao tâm rồi lao lực đến với các con nữa, thì rõ ràng là các con á, làm động tâm các anh thì các anh mới thấy khổ. Còn nếu mà các con ngoan hiền, các con nghe lời thầy á, các con sống tốt, các con vui vẻ mỗi ngày. À, hôm nay cái sân bóng chuyền của các con á, bị rách lưới hết trơn rồi. Thầy đề nghị là ngày mai là các con ai đại diện á, là đi mua cái lưới mới, rồi mua trái banh mới về chiều
chơi banh với nhau, mình chơi cho vui đi, để cho nó có sức khỏe, để nó tránh cái trường hợp mình thụ động. Rồi mà mình coi tivi hoài á, nó sẽ mâu hư mắt. Rồi mình coi tivi hoài á, những cái chuyện vui buồn ở trong phim ảnh á, nó ảnh hưởng đến cái tâm mình lắm, nó ảnh hưởng đến cái sự sân si của xã hội lắm. Cho nên mình còn thanh niên á, mình hãy giải phóng cái năng lượng của mình bằng cách mình thể thao. Thì các con chơi tập thể nó góp giúp cho các con được đoàn kết. Chứ cái thời của sư phụ đó, hồi còn nhỏ đó là tắm sông tắm suối nè, rồi chơi u nè, u mội nè, chơi vượt dây nè, chơi thả cờ, chơi vượt cờ nè, chơi đánh trỏng nè, chơi dân gian không mà đêm sáng trăng là chơi đến 11 giờ phi luôn, chơi lùa dịch nó vui lắm. Mà ai cũng mạnh cù cù, ít có khi bệnh mà ăn uống kham khổ lắm, không có thức ăn ngon như các học trò, các đệ tử bây giờ đâu. Hồi đó ăn khoai mì, khoai lang độn không à, không có cơm ăn. Vậy đó, mà đời sống rất vui. Bây giờ các anh chị mà sinh năm 70 đến 74, 75 như thầy đó, họ họ nhớ lại những kỷ niệm xưa rất là quý báu. Còn giờ các con đa phần là xem tivi không à. Mà như vậy nhiều lúc cái sức khỏe mình không có tốt. Cho nên cái phòng mà tập gym của chùa mình đó, mấy cái dụng cụ mà sư phụ trước đây tài trợ cho các con á, là tập gym á, là tuổi 16 đổ lên, 15 đổ lên là các con tập gym đi, nhưng mà đừng cử tạ mạnh quá, nó sẽ hư xương hoặc là nó lùn đi. Các con hãy hít xà đơn và tập tạ, giữ cái phòng nó cho sạch sẽ. Mỗi tuần phải cử người vô trống lau chùi cái phòng gym, đừng có để nó dơ nó bẩn. Khi mình tập gym là mình hít thở thì nó sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng phổi và ảnh hưởng đến cái viêm họng á. Cho nên mình phải giữ cái phòng gym đó. Mà nếu như dụng cụ mà hư á thì báo cáo lên ban ban quản chúng để mà mình xuất cái tịnh tài đó, anh hỷ sẽ cho tiền rồi đi mua về để mà anh em cùng tập. Còn cái sân banh á thì cũng phải duy trì để anh em mình sống chung với nhau, vui vẻ với nhau, mình sống hạnh phúc. Hôm nay đã sắp vào năm học mới rồi, nghe tin là anh Lộc đã chuẩn bị tập sách rồi cho các con đầy đủ hết, trường lớp đồ cũng đi ghi danh hết, và nhà trường cũng thương các con lắm, hỗ trợ cho các con hết rồi. Chúng ta chỉ còn là hãy nỗ lực tinh thần cố gắng vào năm học mới thôi, học cho tốt đi, cuối năm thầy thưởng ha. Xin còn cái gì không các con hả? Chúc các em nè, ở năm học mới nè vui vẻ nè, mạnh khỏe nè, học hành giỏi, các em chịu không? Ai chưa hớt tóc thì ngày mai tranh thủ hớt tóc nha, tại vô trường không có được để tóc dài nha con. Rồi tay móng tay móng chân rồi mình dơ đó là nhờ anh vừa xã cắt giùm cho sư phụ nha. Rồi móng quần áo là đi học về là cởi cái đồ đi học treo lên, xong mình mặc cái đồ chùa vô để mà mình sinh hoạt. Còn cái đồ đi học là áo trắng, rồi khăn vàng, rồi giày dép là mình xếp gọn lại, để gọn lại góc nhà. Rồi áo mình treo lên móc đàng hoàng để nó không có bị thâm kim, nó không có bị dơ bẩn, để mà mình giặt mình đi học đến trường là nó thơm tho, là các bạn ngồi chung với mình nó không có phiền khi mình hôi hám, mình dơ bẩn. Hôm qua là thầy sư phụ giặt cái sư thầy giặt cái áo cho anh Buôn đó là bị dơ quá trời luôn, phải ngâm cả ngày rồi chà giùm rồi để gửi xuống cho Hoàng Anh hay là bé Tâm mặc đó, là do mình lăn dưới đất đó rồi nó dơ. Cho nên mình về là mình phải thay đồ, mình treo lên xà đơn đàng hoàng, rồi mình mặc cái đồ bình thường vô để mình sinh hoạt việc trong chùa. Còn bà vợ á, lúc mà vô học thì phải lắng nghe cô giáo dạy, ghi chép vô sổ tay, về nhà là tình nguyện xuống học bài. Đừng để quý anh trong quản chúng phải đi kêu mình học. Là cái hôm đó nó có bao nhiêu tiết, bao nhiêu môn là mình phải soạn ra hết, mình làm bài tập hết, toán, lý, sinh, sử, địa về mình học hết. Mình tự hoàn thiện đến mình là cô giáo kêu, ví dụ cô giáo kêu chứ là miễn lọc tài là dạ có em liền. Ở lên là vòng tay dạ em... thưa cô giáo hỏi cái gì là thưa trả liền. Còn nếu mà mình cảm thấy mình không thuộc là nói thì, dạ cô giáo em ở nhà có học bài nhưng mà không biết sao đến đây em quên, cô giáo em xin lỗi cô giáo. Vậy nhớ cái gì thì trả lời cái đó. Tức là mình lúc nào cũng lịch sự, vòng tay chào cô, thưa cô em mới đến, thưa cô em về. Về chùa cũng vậy, kính Phật rồi chào quý anh, dạ em đi học mới về. Cuộc sống ngoan hiền như vậy á thì dù có sóng bao nhiêu, gió bao nhiêu thì mình cũng vượt qua được hết á, các con hiểu không? Còn bệnh đau của bé Võ Khai Tâm hôm nay đó là đi bệnh viện về đó, thì cái việc mà cái vết thương đó là mình phải thường sức thuốc vô,
Hôm thầy cắt chỉ rồi á, thì bây giờ mình phải thường xức thuốc, nếu cái phần mà nó lỡ đó rồi tắm đừng có để nước vô, con hiểu không? Thì tự nhiên mình sẽ mạnh khỏe. Và đặc biệt trong cuộc sống như thế này nè, mình người lớn á, thì mình trưởng thành hơn, thì mình ôm ấp, mình chia sẻ, mình đùm bọc người nhỏ, mình dìu dắt, mình yêu thương nhau. Nên nhớ một điều là người ta khổ lắm người ta mới tìm đến chùa, người ta phải đau lòng đắng dạ lắm người ta mới đem con đem cháu đến ta gửi cho mình. Chứ nếu người ta giàu có là một, gia đình người ta êm đềm là hai, sức khỏe người ta ổn định, làm ăn có tiền, thì người ta không bao giờ mà đem con đem cháu đến chùa người ta gửi cho mình đâu. Khi mà người ta đã bí đường cùng lối đó thì người ta mới nhờ đến cái sự mà hỗ trợ của nhà chùa, bởi vì người ta tin nhà chùa chính là những con người là có cái năng lượng từ bi của Đức Phật. Cho nên mình á là nhận một em ở vô chùa là mình phải biết cái em đó nó phải bầm trầy, nó phải khổ đau, nó phải lì lợm sao đó thì nó mới đến chùa, chứ không phải là nó ngoan hiền và nó hạnh phúc mà nó đến. Vì vậy mỗi khi mà các em mà nó có những cái nghịch lý gì thì mình có quyền mình dạy dỗ, nhưng mà mình phải yêu thương, chứ mình đừng có bỏ nó, trừ khi nó quá đát đi, nó ăn nhậu liên tù rồi nó đi chơi bên ngoài mà nó hút chích này nọ, mình đành lòng phải chịu thua cuộc thôi. Còn những cái chuyện bình thường, nghỉ học, đánh nhau, ăn cắp này nọ đó thì mình vẫn giáo dưỡng yêu thương, thì mình dạy dỗ, chứ mình đừng có từ bỏ. Tại vì cái từ bi của Đức Phật nó hay lắm, Đức Phật độ luôn cả những người cướp, những người giết người Đức Phật cũng độ. Cho nên mình nhận vô tiểu á, mà mình nói ngoan hiền mình mới nhận, học giỏi mình mới nhận, thì thật ra là có thể suốt đời này mình sẽ không nhận được một đứa tiểu nào đâu. Tại vì cái sự ngoan hiền và học giỏi thì nó thường xuất hiện trong một hoàn cảnh tốt, còn cái việc mà đau khổ thì mới tới chùa. Vì vậy cho nên các con mà lãnh chúng á, các con dạy dỗ các em á, thì các con phải mở cái tâm từ mình rộng ra để mình thông cảm cho các em, mình kiên trì, thì tự nhiên á, cái pháp an lạc nó cũng sẽ đến với các con trong cái pháp bất như ý như thế ha. Rồi cảm ơn nha, chúc sức khỏe, A Di Đà Phật. Vì vậy cho nên khi mà thắp nén hương thì thầy kêu thắp chính giữa của cái lư hương, các con đừng ở đi đi chùa lắm, mấy đứa cứ gặp hương là nhào vô thắp, dái cũng sai luôn, không biết cách dái. Về cái thắp á, là mình thắp cái cây đầu tiên ở chính giữa đây nè, cái cây này là của mình, là mình đi đúng đường về đúng hướng, nghĩa là thắp chính giữa luôn chứ không có thắp ở bên đây. Nhiều khi cứ thắp như vậy nè là nó dễ tẹt lắm, bồ tát lắm, tức là nó siêng trong cuộc đời mình không có làm cái gì mà thành tựu được hết á, cái gì cũng dở dang á, ngộ lắm, cứ đi làm nửa chừng thấy chán, người ta chửi nặng là bỏ về. Học cũng vậy, cái gì cũng vậy. Cho nên nó là cái cây thắp chính giữa đây là con xin cúng Phật cây này, là cuộc đời của con, xin Phật gia hộ cho con làm cái gì cũng đến nơi đến chốn, trong tình yêu, trong hạnh phúc gia đình, trong cái công việc làm con đã chọn, nó khó khăn bao nhiêu Phật cũng giúp cho con làm đến nơi đến chốn, gọi là đi đúng đường về đúng hướng. Xin cúng Đức Phật cây hơi hương này. Sau đó cái hồi hướng là cái khấn á, là con xin hồi hướng công đức cho ba mẹ con trước. Thường thường là nếu mình chưa có người yêu á thì mình sẽ cầu cho người yêu mình, hoặc là cầu cho mình có người yêu, người ta gọi là cầu duyên. Còn nếu mà mình có vợ á là mình liền cầu cho vợ mình, mà mình có con mà con mình nó đang đi học hay là đang ăn đang bệnh là mình liền cầu cho con mình. Nhưng mà mấy cái cầu đó đều bị tổn phước hết, trừ khi mình cầu cho ba mẹ mình trước thì những cái người gọi là vợ mình này là con mình nó mới hưởng được cái phước. Tại vì mình có hiếu là cái công đức đầu tiên, khi mình có hiếu ba mẹ mình rồi thì con mình nó sẽ hưởng cái phước đó, nó sẽ ngoan nè như mình, nó sẽ chăm chỉ học, nó sẽ vì cái nghiệp của nó bệnh tật hay gì đó là tùy cái phước của mình thôi, hiếu thảo với ba mẹ mình thì nó đẻ ra cái hạnh phúc. Nhưng tâm lý của người ta mình thương cái gì thì mình sẽ nguyện cái đó. Hồi nhỏ thì mình thương ba má mình nhất, nhưng thật ra đến lúc 18 tuổi thì mình thương cô ấy nhất, hoặc là mình thương nàng ấy nhất, chàng ấy nhất, rồi cái lòng của mình cũng nghĩ về điều đó luôn. Cho nên mình thương con mình bao nhiêu thì con mình nó sẽ thương con nó bấy nhiêu, rồi con của mình nó thương con nó bấy nhiêu thì con của con mình cũng thương cháu bấy nhiêu. Cho nên cái người mà già lại cứ bị cô đơn, già là bị cô đơn tại vì là không ai nghĩ lên, già mà nghĩ xuống thì xuống là cái luân lý bình thường. Còn cái đạo nó đi ngược lại, cái là ăn cái gì cũng nghĩ mẹ trước, làm cái gì cũng hồi hướng cho ba má trước, thì bắt đầu con cái nó bắt chước mình về cái đức đó, nó lại nghĩ về mình lại. Nên 10 năm sau, 20 năm sau thì nó lột trái bưởi ra, nó sẽ mời má trước rồi mới cho con ăn. Đi đâu xa nó mua một món quà gì thì mua cho má trước rồi mua cho con sau. Đến chùa cũng vậy, xin cho ba mẹ trước thì người già sẽ đẹp dần, cứ già nhưng mà không bị khắc khổ, già mà không bị cô đơn, già mà không bị con cái nó hắt hủi.
hiểu không? Còn bây giờ có nhiều người giàu nhưng mà bị con cái nó hắt hủi, là giàu nhưng mà sống trong gia đình thì hay giúp việc cho con. Ví dụ như má ơi, coi ai gõ cửa kìa má, nói vậy đó, cái má lụm thụm đi ra mở cửa. Mở cửa xong, khách con à, à khách của con đó, má mời vô đây, má đi rót nước cho con đại khách má. Cái má lụm thụm xuống bưng nước lên, ui nước này uống được, má xuống má đổ nước, trong tủ lạnh có cái chai to này nè, má lấy chai to này, kia má lụm thụm lấy chai to. Cái đó trà này má đi mới pha lại trà đi, trà nó ly dơ rồi má rửa, trà này nguội rồi má nấu, má cứ lụm thụm đi làm. Cái con giống, thấy giống giống cái người giúp việc chứ không phải là cái người má. Còn cái người mà có phước á thì họ nói như nè, má ơi để con ra con mở cho, má ngồi đây đi, có khách tới. Vừa khách tới là mẹ dâu ra mở, con ra mở cửa dẫn khách vô giới thiệu, đây là má của em đó, thì để con, bạn ngồi đây nói chuyện với má mình nha, để mình đi rót nước, để mình đi chuẩn bị lên mình đón bạn. Thì lúc bây giờ nó mới gọi là hưởng phước, người ta gọi là hưởng thọ, đó là sống lâu để hưởng được cái điều hiếu kính của con cái. Nhưng mà cái ngược lại người này, có những người sống lâu 70 tuổi thì gọi là thọ, nhưng mà đi bán giấy số á con à, đi bán mí rim, đi bán những cái gánh nặng như này, gánh còng vai gì trên đường phố mưa gió để kiếm tiền nuôi bản thân mà còn nuôi con cái của mình nữa, thì cái đó người ta thọ mà không có hưởng, mà nhiều lúc con cái nó chửi mắng nữa, cho nên thì đau khổ hơn đó. Vì vậy cho nên thầy không muốn các con cứ nghĩ đến con mình, cầu cho con mình không lỡ nó mất cái phước, mà trong khi mình đã có những cái tâm rất là lớn về Phật pháp mình làm mà không có kết quả. Giống như mình làm ruộng mà không có theo nước, không bón phân, cũng không làm cỏ, để rồi cỏ nó ăn hết cả lúa và sau này nó ăn hết cả lúa, cho nên cuối tháng thì không có gặt được cái gì, là mình cơn lũ đi ngang qua nó cuốn hết đó. Thế nên mình đến chùa là mình gieo hạt, thầy dạy dỗ mình nghe về mình tu thì nó mới tốt. Vì vậy cái cây này là cúng dường Phật, đó là hướng cho cha mẹ mình. Cây này là cúng dường cho cái lời dạy của Phật gọi là pháp, và cây này cúng cho tăng. Thì cái cây mà cúng cho tăng là mới hồi hướng cho con mình, người yêu của mình, vợ của mình hàng thấp hơn. Còn cây bên đây pháp á, là mới hồi hướng cho nội mình, ngoại mình và cho cô chú cậu gì, tại vì cái đó là lục thân, đó là những người bề trên, chính giữa là cha mẹ mà cúng cho Phật, mà cũng là mình là đi đúng đường đúng hướng, làm ăn tốt, mà nếu như mình sai cái gì thì mình sửa luôn. Ví dụ như trong cuộc sống của con có những cái gì mà sai, con muốn sửa mà con chưa sửa được. Ví dụ con có cái tính nóng nè, dễ đụng chạm nè, con cũng biết mình sai á, mà nhiều lúc không biết sao đến lúc đụng chuyện là con cứ nóng lên, con kềm không được. Thì hôm nay là con cúng dường Phật, cái cây hương này là phần con á, thì con hồi hướng công đức cúng gạo mì này cho chùa, ví dụ như giúp cho thầy nuôi dưỡng mấy chú tiểu, giúp cho thầy làm lại nhà cửa chùa chiền, thì con hồi hướng cho ba mẹ con trước đó, rồi cậu dì cô chú, rồi bến con của con đó, thứ tự vậy. Đó là về cầu nguyện. Thì cái hướng đến hạnh phúc, cái hướng của mình là hạnh phúc bình an thôi à. Trên cuộc đời này hai cái đó mà không được thì dù mình có tiền cũng không có nghĩa lý gì hết. Có một lúc nào đó là chúng ta sẽ cảm thấy á, cái sự bình an nó lớn vô cùng, nó lớn đến nỗi mà cái đồng tiền không mua được. Có một lúc nào đó cái sức khỏe của mình á, nó là quý giá vô vàng mà cái đồng tiền nó không mua được sức khỏe. Thường thường này còn trẻ mình cứ lao vào cuộc đời mình đi làm, tại vì lúc đó mình dư sức khỏe. Nhưng đến lúc mà mình già đó thì mình lấy tiền mình lại trị bệnh, gọi là mua lại sức khỏe, nhưng thường là muộn màng. Cho nên á, những lúc còn trẻ như thế này mà mình đi chùa, mà nghe thầy nói chuyện như vậy và đọc những lời hay, nghe được ý đẹp thì nó tốt hơn. Tại vì khi mà mình biết cái con đường mình sai á, mình sửa sớm chừng nào vẫn tốt hơn chừng đó. Có đôi lúc chỉ một cái ổ gà nhỏ thôi, nhưng người ta phải té gãy luôn cả thân mạng người ta. Cho nên có những lúc cái sai rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó chặn đứng mọi sự hạnh phúc. Ví dụ như cái tính mà hay hờn mát á, ngó như vậy á, mà lại mất hạnh phúc lớn lắm. Tại vì hờn là bỏ ăn à, cái hờn là nó no rồi không ăn cơm. Hờn đang đi chùa vậy nè mà xuống xe luôn đi về. Hai vợ chồng cũng hẹn hò với nhau rồi, thôi cuối tháng rồi rảnh là đi coi phim chiếc, lâu rồi mình chưa có đi coi phim gì hết, cái rồi chuẩn bị sẽ tới coi phim. Nhưng mà khi đến coi phim, người chồng nó mới nhìn qua bên kia thấy có một cô đẹp đẹp, nó ồ dồi dáng giống em hồi xưa ra, thì bây giờ em xấu quá mọi người nè, cô kia đẹp, nó một câu vậy quay qua vợ đâu mất rồi, đi về đó. Tức là cứ như vậy lâu ngày sẽ mất luôn cả cái tình yêu của người chồng, bởi người ta nói bung đùa nói chơi mà mình không hiểu. Cho nên khi mà mình đến chùa đó thì mình nguyện với Phật là con có cái tánh xấu gì trong cuộc đời của con á, là xin Đức Phật cho con có đủ một cái nghị lực để con chiến thắng đó, là thứ nhất. Thứ hai là trong cái tình yêu á, cho con được hy sinh đi, tức là mình mong cho mình hy sinh, mình giúp cho người, chứ đừng mong là người giúp mình. Ví dụ như ngày sinh nhật của mình á, thì thầy mong cả thế giới này bây giờ ngày sinh nhật của mình là mua hoa tặng cho mẹ, chứ không phải là mong mẹ tặng quà cho con. Tại vì thầy thấy trên thế giới ngày sinh nhật á, là người ta cứ chờ ba mẹ tặng quà và tổ chức sinh nhật cho con, mà ít hoặc không có ai mà nghĩ rằng cái ngày này là ngày mẹ mình phải dùng cái mạng sống của mẹ để cho mình
cho mình có được ngày hôm nay. Nên ngày sinh của mình là cái ngày mình biết ơn ba mẹ mình. Cái ngày đó là ba mẹ mình phải sống chết để sanh ra mình. Nên con mua một bó hoa hay một món quà gì đó con xin tặng cho mẹ, bởi vì mẹ đã cho con cuộc đời này và cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con. Thì như vậy thế giới nó sẽ hạnh phúc hơn, vì khi người mẹ đó kịp nhận ra được là con mình nó rất yêu mình. Và hạnh phúc khi mà con mình đã nói được cái câu nói là cảm ơn mẹ vì mẹ đã nuôi con đến chừng này, thì đời nó mới có ý nghĩa. Còn các con người trên thế gian này cứ ngày sinh nhật là thấy ba mẹ làm cho con là nhiều đó, thì mình có cái tư duy như vậy mình sẽ hạnh phúc hơn.